Thì hôm nay nhá, mình sẽ chuyển đến đấy là về cái chương số 3. Hôm trước mình đã ôn xong hai chương đầu rồi đúng không? Hai chương đầu. Mình đã trước một số câu đấy trong cái file của anh cũng như là trong những cái kiểm tra, được chưa? Nhớ chưa hết rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chuyển đến tiếp nhá. Hôm nay là mình sẽ học về chương số 3. Đấy, xong sau đó mình sẽ chữa cùng với cả cái chương số 2 đúng không? Hôm trước anh bảo em về làm trước trong đề thi về chương số 2 ấy. Thế mình nói chương số 3 xong rồi mình xem nốt mấy câu ở đấy. Và hơn thế nữa ấy, bắt đầu từ cái chương số 3 thì mình đã có bài tập, được không? Bài tập sẽ bắt đầu từ chương số 3. Bài tập trong thi ấy. Đấy. Tưởng là câu bài tập trong này này, có một bài về cái chương 3. Đấy là một bài về cái chương mấy chương gần cuối. Đấy, mình sẽ cùng xem với nhau. Đầu tiên mình sẽ chuyển sang này, nội dung của chương 3. Ok. Chương 3 đây là thuế và tác động kinh tế của thuế. Đấy, tức là trong cái chương 3 này nó có sẽ có một dạng bài về thuế. Đấy, ok. Thuế và tác động kinh tế. Tác động kinh tế của thuế đó. Đấy, mình xem thuế như thế nào, tác động của nó như thế nào. Vậy là hết kiến thức chương 3. Đó. Ok, đấy là mình sẽ chữa những cái câu mà bài tập nữa. Đấy, nếu mà còn thời gian thì mình sẽ chuyển sang chương sau, hoặc không thì để hôm khác. Thì nhá, mình sẽ có một số nội dung như sau. Đầu tiên, mình học về nguyên tắc khi đánh thuế. Đây, sẽ là một số cái. Thứ nhất là nguyên tắc khi đánh thuế. Thì mình sẽ xem một nội dung này, đấy là khi đánh thuế có những nguyên tắc nào. Đấy, thì có 3 nguyên tắc. Thứ nhất, đấy là nguyên tắc lợi ích. Chưa? Nguyên tắc lợi ích. Thì nguyên tắc lợi ích ở đây tức là gì? Tức là nhá, thuế nên được đánh tỷ lệ với lợi ích của người nộp thuế nhận được qua dịch vụ công mà người đó được hưởng, được không? Đây, thuế nên được đánh tỷ lệ với lợi ích của người nộp thuế. Tỷ lệ với lợi ích của người nộp thuế nhận được. Đấy, nộp thuế nhận được qua dịch vụ công mà người đó được hưởng, phải rồi, qua dịch vụ công mà người đó được hưởng. Thì đấy, cái đầu tiên đấy là về nguyên tắc lợi ích, được chưa? Qua dịch vụ công người đó được hưởng tức là gì? Tức là càng sử dụng nhiều dịch vụ công thì sẽ càng phải đóng nhiều thuế, ít thuế, đúng càng số nhiều thì càng phải đóng nhiều. không? Đây là thuế nên được đánh tỷ lệ với lợi ích của người nộp thuế nhận được qua dịch vụ công mà người đó được hưởng. Là mình hiểu đơn giản, càng sử dụng nhiều dịch vụ công thì càng phải đóng nhiều thuế. Ok, càng sử dụng nhiều dịch vụ công thì càng phải đóng nhiều thuế và ngược lại, đúng không? Ok, càng sử dụng nhiều dịch vụ công thì càng đóng phải đóng nhiều thuế và ngược lại. Rồi, và cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai nhá, đấy là về nguyên tắc khả năng thanh toán. Ok, nguyên tắc khả năng thanh toán thì theo nguyên tắc này ý, đấy là thuế mà người dân phải đóng phụ thuộc vào khả năng chi trả. Chưa? Thuế mà người dân phải đóng sẽ phụ thuộc, được chưa? Phụ thuộc vào khả năng chi trả. Chưa? Ok, vào khả năng chi trả. Đấy, tức là sao? Tức là ấy, thu nhập và của cải tích lũy, đúng không? Tức là phụ thuộc vào thu nhập của họ với cả của cải, đúng không? Tức là cá nhân nào ấy mà có khả năng đóng thuế cao hơn thì sẽ phải có nghĩa vụ nộp thuế nhiều hơn, đúng không? Đấy, kiểu là người ta thu nhập cao thì người ta phải nộp nhiều hơn. Đấy, với những người là thu nhập thấp sẽ nộp ít hơn, đúng không? Thì đấy là cái thứ hai này. Rồi. Và cái thứ ba nhá, nguyên tắc thứ ba là nguyên tắc công bằng. Đấy, nguyên tắc công bằng. Mình đã biết nguyên tắc công bằng hôm trước rồi. Nguyên tắc công bằng của mình ý thì có mấy mấy cái ở trong. Có hai cái Đúng không? Đây. là theo chiều dọc và chiều ngang. Đúng không? Thì mình sẽ nói luôn ở đây. Đầu tiên là theo chiều ngang. Đấy, theo chiều ngang. Thì công bằng theo chiều ngang đấy tức là gì? Các cá nhân có cùng tính chất, điều kiện, hoàn cảnh sẽ được đối xử như nhau, đúng không? Chiều ngang tức là các cá nhân này có cùng tính chất, đặc điểm, hoàn cảnh
tính chất, đặc điểm, hoàn cảnh. Đấy, thì sẽ được đối xử như nhau với nghĩa vụ thuế phải nộp. Đấy, hoàn cảnh kinh tế luôn đi. Tức là lương kiểu giống nhau ấy. Thì sẽ được đối xử như nhau. Đặt một mức thuế như nhau. Như nhau. Về nghĩa vụ thuế phải nộp vậy thôi. Về nghĩa vụ thuế phải nộp. Nói xong. Và thứ hai, đây mình sẽ nói về là theo chiều dọc nhá. Theo chiều dọc. Thì theo chiều dọc ở đây tức là gì? Tức là các cá nhân có tính chất điều kiện hoàn cảnh khác nhau thì nghĩa vụ khác nhau thôi đúng không? Đấy. Theo chiều ngang tức là ngang bằng ấy, tức là cái gì bằng nhau hết. Còn theo chiều dọc ấy là các cá nhân có và các cá nhân khác đúng không? Đấy. Có tính chất điều kiện hoàn cảnh này khác nhau đúng không? Kinh tế khác nhau. Tức bỏ chữ cùng đi đúng không? Đấy. Các cá nhân có tính chất đặc điểm hoàn cảnh kinh tế khác nhau sẽ được đối xử khác nhau. Rồi, về nghĩa vụ thuế phải nộp. Như kiểu là ai thu nhập cao hơn thì nộp thuế nhiều hơn. Vậy thôi. Đấy là theo nguyên tắc công bằng. Chà, mình đã nói với nhau rồi. Mình có đấy ba nguyên tắc như vậy nhá. Ok. Rồi. Đấy, vậy là mình sẽ kết thúc xong cái phần nguyên tắc hình thành thuế. Tóm lại nó có ba nguyên tắc như vậy. Và từng nguyên tắc nội dung là gì thì anh cũng đã nói rồi. Đấy, vậy là hết phần thứ nhất nhá. À, rồi. Và trong đây nhá, mình sẽ phân biệt với nhau thế nào là thuế trực thu, thế nào là thuế gián thu. Đây cái phần thứ hai, được không? Phần thứ hai mình nói với nhau này về thuế trực thu và thuế gián thu. Trực thu và thuế gián thu, phải không? Ok. Tức ở đây mình sẽ nói về nhá, thế nào là trực thu, thế nào là gián thu. Thì đầu tiên này, rồi, anh sẽ kèm cái bảng đi được không? Cho nó dễ nhá. Đấy. Hồi trên kênh thì anh ghi hẳn ra, nhưng mà đây để phân biệt rõ là mình kèm một cái bảng ha, được chưa? Thì mình sẽ có nhá. Đây, có 3 cột nhá. Thêm cột đi. Đây. Rồi. Đó. Thế thì thu thì gián thu. Thì đây nhá, mình sẽ có này các tiêu chí ở bên này và bên này thế là thuế trực thu và gián thu nhá. Thuế trực thu. Bên này sẽ là thuế gián thu nhá. Thuế gián thu. Ok. Thì ở đây mình sẽ nói về khái niệm này, ưu nhược điểm với cả mức độ quản lý như thế nào. Thì đầu tiên là về khái niệm này. Khái niệm. Thì về khái niệm ý, thuế trực thu là gì? Em nghe chữ trực thu thì em hình dung được cái gì? Trực thu là chính phủ thu trực tiếp từ người dân à? Ừ, tức là thu trực tiếp, được không? Thu trực tiếp. Tức là gì? Thuế điều tiết trực tiếp vào thu nhập hoặc tài sản của người nộp thuế. Được chưa? Thuế này sẽ điều tiết trực tiếp vào thu nhập. Đấy, trực tiếp vào thu nhập hoặc là tài sản của người nộp thuế, như kiểu thuế thu nhập cá nhân đấy, thu nhập cá nhân đấy là trực thu đấy, không? Bởi vì điều tiết trực tiếp vào thu nhập, như kiểu những cái công ty này hay những người này đấy phải nộp thuế thu nhập đấy, thì cứ đến thời điểm là phải tự đi nộp thôi, đúng không? Không ai nhắc, không ai gì hết, nhưng mà ấy, nếu không đi nộp là sẽ bị phạt chậm chậm nộp gì đấy, không? Rồi. Đấy, và nhớ này, người nộp thuế và người chịu thuế là một, ok? Và nhớ đây là thêm nữa, đây là người nộp thuế và người chịu thuế là một, ok chưa? Là một. Đấy, nói khác về thuế gián thu nhá. Thuế trực thu tức là nếu em chịu thuế thì em phải tự đi nộp. Còn thuế gián thu thì sao? Như kiểu ấy, em vào siêu thị, em mua chai nước. Người chịu thuế là em, nhưng em phải đi nộp thuế không? Không, em cái này thì vào siêu thị sẽ nộp thay mình. Đúng rồi, mình chỉ đưa tiền siêu thị thôi và siêu thị ấy đi nộp thay, đúng không? Đấy, thì thuế gián thu là như vậy. Thuế điều tiết gián tiếp. Ok, thuế điều tiết gián tiếp. Điều tiết gián tiếp thông qua giá cả hóa dịch vụ. Ok.
thông qua giá cả hàng hóa, dịch vụ. Người nộp thuế không phải là người chịu thuế, được chưa? Đấy, ok. Đấy. Người nộp thuế không phải là người chịu thuế. Đấy, mình thấy khác nhau rồi đúng không? Nói rằng là cái gì? Cái siêu thị ý đúng không? Họ đâu phải chịu thuế đâu. Mình chịu mà. Nhưng mà mình mua hàng của họ thì mình trả tổng tiền cả thuế rồi. Xong cái người thuế đó phải tự trích cái phần thuế ra và nộp cho nhà nước. Đúng không? Ok. Đấy. Thì đấy là về khái niệm. Cái đầu tiên là như vậy. Tiếp theo này, mình sẽ đến ưu nhược điểm. Được không? Ưu nhược điểm. Ok. Ưu và nhược điểm. Thì ưu điểm đây là gì? Thứ nhất ấy, về ưu điểm nhá, nó đảm bảo tính công bằng không? Với thuế trực thu không? Đảm bảo tính công bằng giữa những người chịu thuế. Bởi vì sao? Sẽ tự tính trên thu nhập đúng không? Điều tiết trực tiếp vào thu nhập mà. Để ưu nhá. Chịu. Ok. Đây là ưu điểm. Đó. Còn về nhược nhá. Nhược điểm đây là gì? Mình thấy nếu mà để tự kê khai như vậy thì có trường hợp nào mà người ta không kê khai hoặc người ta cố tình không? Hoặc người ta có kiểu là người ta cũng tỷ nhưng mà người ta kê có 200 triệu thôi chẳng hạn cũng được không? Đấy. Có Ừ. Đấy, cho nên nhược điểm là gì nhỉ? có trường hợp đấy. Khó thu thuế đúng không? Khó thu được. Được. Đấy. Ví dụ rằng là bây giờ vẫn là gì? Tự kê khai. Nhà nước không tính. Nói chung là tự tính đúng không? Đấy thì sẽ khó đúng không? Khó thu được đầy đủ thuế. Nói chung là như vậy. Còn ý, cái thuế gián thu này thì làm sao? Cái ưu của cái này lại là nhược cái kia, đúng không? Ưu này là nhược cái kia. Em thấy là gì? Ưu điểm đây là gì nhỉ? Rõ ràng là nếu mà khi mà mua hàng đã phải trả luôn tiền thuế rồi thì bây giờ có dễ dàng không? Dễ dàng thu thuế Có. không? Ừ. Dễ dàng cho cơ quan thuế. Đúng không? Thu thuế. Đấy, bởi vì bây giờ dễ rồi đúng không? Mình đã biết. Đấy, khi mà người ta mua rồi, người ta trả thuế bao nhiêu rồi và có hóa đơn các thứ rồi. Đấy, sau này không thể chối được đúng không? Thì đó thu rất là nhanh. Nhưng mà ấy, nhược điểm đây là gì? Có đảm bảo tính công bằng không? Ừ, bởi vì sao? Vì kể cả ấy, em thu nhập 1 tỷ một tháng với em thu nhập 1 triệu một tháng thì em mua chai nước vẫn mất từng ý tiền, vẫn mất từng ý thuế. Đúng chưa? Đấy, cho nên rõ ràng là gì? Khó, đúng không? Khó đảm bảo tính công bằng giữa người chịu thuế. Tại vì rằng là kể cả 1 tỷ thì mua chai nước thì có giống người có thu nhập 1 triệu mua chai nước không? Vẫn vậy. Đấy. Ok. Được chưa? Xong cái điểm. Và tiếp theo đến mức độ quản lý như thế nào nhá. Mức độ quản lý. Thì mức độ quản lý đấy mình sẽ nói về cái cách kiểu là có dễ thu hay khó thu thôi. Rõ ràng đấy đã nói rồi đúng không? Đây là khó thu đúng không? Khó thu. Đấy. Và cái việc khó thu này ấy, thì mình sẽ bảo là gì? Vì sao? Ở đây ấy, cái thuế trực thu là khó thu vì dễ trốn thuế đúng không? Dễ trốn thuế là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, đấy là gì? Việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt. Đấy mình thấy bây giờ ấy, nhà nước kiểm soát thì chỉ có thể kiểm soát được bằng gì thôi? Chuyển khoản thôi đúng không? Chuyển khoản thôi. Đấy như kiểu là chuyển khoản thì sau này còn giấy tờ. Chứ giờ mua xong kiểu ra chợ ấy, ra chợ mua xong người ta ra, người ta đưa tiền mặt. Ờ, thì bây giờ biết làm sao được đúng không? Mình biết người ta đưa bao nhiêu cũng chẳng có hóa đơn, cũng chẳng có gì hết. Đấy cho nên nó làm sao? Nó à, đây đây ví dụ nhầm rồi. Đấy chứ. Cái việc dễ trốn thuế này ý, bởi vì sao? Bởi vì đây cái thuế trực thu này như kiểu là tiền lương ấy. Tiền lương thì em thấy không, bình thường người ta sẽ không trái bằng chuyển khoản đúng không? Người ta sẽ có một kiểu là gì? Trả một nửa chuyển khoản, một nửa tiền mặt. Đấy, thật ra vẫn nộp thuế thôi nhưng mà nộp kiểu chuyển như thế để nộp nửa thôi. Kiểu vậy đúng không? Tiếp việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt. Và như đã nói rồi, nếu bằng tiền mặt thì khó quản lý ấy. Đấy, việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt. Và nhà nước ấy thì không kiểm soát được thu nhập thực tế của người nộp thuế. Đấy bởi vì như vậy đúng không? Nhà nước không kiểm soát được thu nhập thực tế.
của người nộp đúng không? Đó. Đây. Rõ ràng nhé, mức độ quản lý sẽ khó thu bởi vì như vậy, như đã nói rồi đúng không? Người ta có thể nghĩ ra rất nhiều cách. Đấy. Với cái người mà bán hàng online ấy, biết mấy người bán hàng online không? Người ta thường có một cái kiểu là gì không? Người ta, em biết kiểu người ta bảo là lúc mua hàng ấy thì chuyển khoản đừng có ghi là mua cái gì, ghi mỗi tên thôi. Như bình thường ấy. Ghi mỗi tên Facebook rồi. Đấy, nhiều lúc người ta bán hàng online ấy, bảo các chị chuyển khoản cho em nhé, các chị ghi mỗi tên các chị thôi là được. Đúng không? Kiểu vậy. Chuyển khoản mỗi tên thôi thì đây sẽ không thể nào biết được đây có phải là mua hàng hay không. Nói chung là nó cũng khó quản lý đúng không? Khó kiểm soát được thu nhập thực tế là bao nhiêu. Đấy. Hoặc là có nhiều cái người ta còn chia ra thành nhiều tài khoản nữa, chứ không nhận được một tài khoản. Đấy, rõ ràng đúng không? Đây là một cái vấn đề mà vẫn đang giải quyết, vẫn đang xử lý, được chưa? Với việc dễ trốn thuế các thứ này. Rồi, tiếp theo cái bên thuế gián thu thì sao? Có dễ thu Có dễ thu dễ thu vì được cấu thành giá bán hàng hóa đúng không? Cấu thành trong giá bán hàng hóa. Giá bán hàng hóa. Dịch vụ. Người tiêu dùng. Người tiêu dùng. Nếu trình độ chưa cao nhá. Nếu trình độ dân trí chưa cao thì sẽ không thấy được đúng không? Chưa cao thì sẽ không thấy được. Đấy. Tức là mình hỏi mấy cái người ấy, như là kiểu người ta không đi học chẳng hạn, hoặc người ta kiểu ít khi mà kiểu nghĩ về mấy cái này ấy, thì mình hỏi người ta là gì? Người ta nộp thuế rồi chưa? Chắc chắn tại giờ là chưa. Vì bản chất là người ta không phải đi đến cơ quan thuế nộp đúng không? Thì ta nói là chưa, nhưng mà không. Chắc chắn ai nộp thuế rồi. Cứ mua hàng hóa dịch vụ là bản chất đã nộp thuế rồi, đúng không? Ok, hiểu nào? Rồi nhá, em ghi không chưa? Em ghi rồi. Rồi, thế thì em sẽ nói thêm một chút nhá về thuế trực thu và thuế gián thu. Thì thuế trực thu mục đích là gì? Mục đích của thuế trực thu. Trực thu là gì nhỉ? Thứ nhất đấy là nhằm điều chỉnh thu nhập không? Điều chỉnh thu nhập. Tức là sẽ điều chỉnh trên cái thu nhập của mình. Thứ hai đấy là thực hiện công bằng xã hội. Bởi vì sao? Những người khác nhau sẽ được đối xử khác nhau đúng không? Nghĩa nói rồi. Công bằng xã hội. Và tiếp theo, đấy là đánh trực tiếp vào người chịu thuế. Vậy thôi, chứ khỏi đánh vào hàng hóa gì hết. Đó. Vậy đây, đây chính là mục đích hay có thể gọi là đặc điểm đi. Ok, đặc điểm sẽ đúng hơn. Tại vì nó có cái cuối kìa. Nó sẽ là nghiêng thiên về đặc điểm. Đặc điểm của thuế trực thu. Đấy, đây là nhằm điều tiết này. Đấy, hai cái trên đầu để em có thể hiểu hiểu là đích, còn cái cuối nó sẽ là đặc điểm, đúng không? Đấy, đích đặc điểm, được chưa? Ok, vậy thôi, đây là đặc điểm của thuế trực thu nhá. Còn thứ hai, đặc điểm thuế gián thu là gì? Đặc điểm thuế gián thu. Nói chung là với thuế gián thu nhá, mình chỉ cần nhớ như sau. Thuế gián thu này, đó là gì? Về luật đấy, về luật định. Tức là sao? Tức là theo luật quy định ấy thì nhà sản xuất chịu thì người tiêu dùng là người chịu đúng không? Tuy nhiên xét về kinh tế thì cả người sản xuất và người tiêu dùng đều phải chịu. Đấy. Thì cả người sản xuất và người tiêu dùng đều phải chịu. Giống kiểu trong kinh tế vi mô ấy, với một bài toán đánh thuế đúng không? Và ở chương này thì mình cũng học về cái bài toán đánh thuế quay lại ở hồi kinh tế vi mô y hệt như vậy. Đấy, thì như đã biết rồi, đây là khi mà đánh thuế thì luôn có hai người phải chịu đúng không? Đánh thuế vào ai chăng nữa ấy, thì vẫn có hai người phải chịu thuế, đó là nhà sản xuất và người tiêu dùng. Đấy là trong trường hợp thông thường. Còn ý, có nhiều trường hợp đặc biệt thì chỉ có một bên chịu thôi, như kiểu chỉ có bên sản xuất chịu hoặc bên tiêu dùng chịu, thì đấy là đặc biệt, được chưa? Ok. Vậy đấy là về thuế trực thu và thuế gián thu nhá. Và đây mình sẽ nói một chút đến thuế xuất biên và thuế xuất trung bình, được không? Tức là vào câu hỏi người ta có thể hỏi mình ấy, tính thuế xuất biên, tính thuế xuất trung bình. Đấy, thì tiện nói về cái thuế này thì mình sẽ nói luôn.
Đầu tiên đó là thuế xuất biên. Thuế xuất biên. Công thức ấy. Ký hiệu là MTR được không? MTR. Đấy, MTR là gì nhỉ? Marginal tax rate đúng không? Marginal. Thuế đấy, từ TX ấy. Và R là tỷ lệ, được chưa? R là tỷ lệ, được rồi. Vậy tóm lại nó kêu là MTR. Thì nhá, mình sẽ xem này. MTR nó sẽ bằng là cái gì? Thì đây, MTR nó sẽ bằng là delta đúng không? Cái delta ấy. Nếu mà cho hàm nó sẽ đạo hàm đúng không? Còn nếu mà cho cấp mức thì nó sẽ delta. Như thế này. Đây, nó sẽ là delta số thuế phải nộp chia delta giá trị cơ sở tính thuế. Vậy thôi. Đấy, đây là chính là cái kiến thức cuối cùng rồi nhá. Đó, mình sẽ tìm hiểu nốt về cái thuế xuất biên và thuế trung bình thì đấy là hết luôn chương 3 rồi, nó ngắn gọn vậy thôi. Đấy, chủ yếu cái này nó liên quan bài tập đấy. Thì mình sẽ tí mình sẽ vào bài tập cụ thể. Và này, cái MTR như vừa nói là gì nhỉ? Delta số thuế phải nộp. Delta đây. Delta số thuế phải nộp. Ok. Phải nộp chia cho delta giá trị cơ sở tính thuế. Ok. Delta giá trị cơ sở tính thuế. Rồi. Cơ sở tính thuế. Ok. Không nhá, đấy chính là MTR của mình và nhân 100 được không? Nhân 100 để nó theo đơn vị là phần trăm ấy. Để xem MTR bao nhiêu phần trăm kiểu vậy. Ok. Nhân 100. Và đơn vị của nó sẽ theo phần trăm. Vậy thôi. Đấy, thuế xuất biên. Tiếp theo, đấy là thuế xuất trung bình nhá. Thuế xuất trung bình. Trung bình. Trung bình thì nó là average đúng không? Thì nó sẽ là A đằng trước. ATR. Đó. Thì cái thuế xuất trung bình này này. Công thức của mình, đấy là nó sẽ bằng là tổng số tiền thuế phải nộp khi cho giá trị cơ sở tính thuế. Còn cận biên là gì? Nó sẽ tính delta cái đó. Đúng không? Như này này. Trung bình nó sẽ là ATR. Và cái chỗ này nó chính là như này thôi. Bỏ hai cái delta đi. Được không? Bỏ hai cái delta đi. Đấy, tức là trung bình thì nó sẽ lấy là gì? Số thuế phải nộp chia giá trị cơ sở tính thuế để nó xem trung bình. Còn thuế xuất biên là gì? Tính delta của cái đó, tức là delta của cái tử chia delta cái mẫu là xong. Hiểu không? Rồi nhá. Vậy đấy là thuế xuất biên và thuế xuất trung bình. Và mình có một cái chú ý đây này. Chú ý nhá, người ta có thể hỏi trong trắc nghiệm hay hỏi kiểu câu này. Đấy là gì? Thuế xuất biên và thuế xuất trung bình luôn bằng nhau ở trong cái cấu trúc thuế nào đúng không? Mình phải nhớ đấy là MTR và ATR luôn bằng nhau trong cấu trúc thuế tỷ lệ, chưa? Luôn bằng nhau trong cấu trúc thuế tỷ lệ. Thuế tỷ lệ. Tại sao? Thì vì nếu mà trong cấu trúc thuế tỷ lệ đúng không? Thì tức là hai cái nó có tỷ lệ với nhau. Đúng không? Đấy thì khi đó ấy, cái tăng bao nhiêu cái này cũng tăng bấy nhiêu kiểu vậy. Đúng không? Thì khi đó làm sao? Rõ ràng là chia chia nhau thì cái trên bằng cái dưới rồi đúng không? Được chưa? Rồi, xong này chưa? Xong rồi. Rồi, xong. Đấy là hết kiến thức của chương 3. Vậy thôi. Thì bây giờ nhá, mình sẽ xem này, như câu trắc nghiệm trước. Đấy, xong một tí nữa mình sẽ nói đến các dạng bài tập.